Thưa ngày hôm nay là ngày mùng 7 tháng 12 2008, tức là chúng ta cũng còn có 3 tuần lễ nữa, gần 3 tuần lễ nữa là chúng ta đã tới cái ngày Noel rồi, năm hết Tết đã đến rồi. Mà thời sự tôi thấy báo chí độ 2 tuần nay thì nó có những cái khuynh hướng tiếp theo cái cuộc bầu cử của Tổng thống Mỹ đắc cử ông Obama đó, thì đến và người ta chờ đợi rằng thì là có lẽ cái tiếng ông nó mạnh lắm, ông không cần nói lớn à. Ông nói nhỏ hơn. Có lẽ là người ta chờ đợi rằng thì là cái chính phủ mới có cái chính sách gì đối với Việt Nam không. Nhưng mà rồi thì họ cũng bắt đầu nghĩa là ý thức được rằng có lẽ chính sách của Mỹ đối với Việt Nam không thay đổi và chỉ mỗi ngày một dần tiến tới tốt hơn. Cho nên những dư luận, những cái nhà bình luận ở trên báo chí đó, tôi thấy có một khuynh hướng là bắt đầu nhìn nhận cái thực tế rằng 30 năm qua, hơn 30 năm qua mình chờ đợi những các cái hứa hẹn, những các cái người Mỹ để mà đối với quê hương với gì đó thì đều là nản cả. Thế cho nên ví dụ như là cái mới nhất nhà báo Vi Anh thì vì sao đấu tranh chưa thành, cũng nói 33 năm qua và rồi thì nói rằng những áp lực bên ngoại giao rồi về vấn đề kinh tế rồi về vấn đề chiến lược của Mỹ vân vân, và gần như là tự an ủi rằng có lẽ chúng ta tìm một con đường khác. Và cũng đồng thời cũng lại chính cái nhà báo Vi Anh này đó thì trong một cái ông ấy lại đứng ra để mà tổ chức, đứng ra để mà giới thiệu, triệu tập một cái ủy ban, cái ủy ban này đã có lâu rồi, ủy ban vận động phục hồi thể chế Việt Nam Cộng Hòa của cái ông Nguyễn Bá Cẩn, tức là cái thủ tướng cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Và trong cái vận động này, này thì ông Nguyễn Bá Cẩn cũng dặn dò rằng có lẽ chúng ta phải thay đổi đường hướng và có lẽ cái ngoại giao một cách nó tế nhị hơn. Ta vận động đừng có ồn ào mà chúng ta vận động từ từ để mà tranh thủ được. Thì quốc tế làm sao họ triệu tập lại được một cái hội nghị Paris mới về Việt Nam. Từ đó giờ đi mới đặt căn bản. Nhưng mà ông ấy nói rằng thì là vấn đề cả hai người, ông Vi Anh cũng giống như là những cái diễn giả đó đều nói rằng thì là cái vấn đề mà tranh đấu tự do nhân quyền cho Việt Nam đó nó không ăn khách nữa. Và có lẽ giờ này chúng ta nên nghĩa là tự do nhân quyền mà gọi là tranh đấu để mà nhân danh cái cho mấy 80 triệu đồng bào trong nước nó không ăn khách nữa. Và thấy rằng thì là quần chúng là họ vẫn cứ về và họ vẫn gửi tiền và họ vẫn giao dưa thương và không có cái gì mà những lời kêu gọi của các ông ấy đã xuống sông xuống biển hết rồi. Thành ra giờ này họ đưa ra một cái nói mới, tức là có lẽ cái nguy hiểm đối với đất nước của chúng ta đó là cái Hoàng Sa Trường Sa mà mình cũng đã có đề cập tới đó. Nhưng mà các ông ấy cho rằng cái nguy hiểm có thể rằng nó sẽ thành Việt Nam sẽ diệt chủng như là đất nước Tây Tạng. Cái vấn đề này mình đã đề cập rồi, thì mục sư nghĩ thế nào về cái lời kêu gọi của cái ủy ban mà phục hồi thể chế Việt Nam Cộng Hòa này?
Nãy giờ quý vị nghe câu lời mới nói vừa qua đó là của ông Nguyễn Mạnh Cường, nguyên nhà báo trước kia ở Việt Nam. Và tôi đây là mục sư Nguyễn Quang Minh. Chúng tôi trong một cái buổi chiều này để cũng lại nhận định một vài điểm của thời cuộc. Thì những gì mà ông Cường vừa nói lúc nãy giờ chắc quý vị cũng nghe, cũng lấy được cái ý của ông rồi. Nhưng mà nó thành một câu hỏi mà nó đặt trên nhiều yếu tố quá, cho nên thì tôi cũng không dám để mà mình trả lời cho nó hợp với tất cả những câu hỏi. Nhưng mà như quý vị biết thì là cái vì vấn đề mà trình bày của tôi thì tôi với tư cách là một nhà truyền giáo, cho nên những cái gì tôi nói nó cũng có một cái mục đích ở trong cái việc để mà nói lên cái ánh sáng của phúc âm. Trong cái ánh sáng phúc âm đó thì là nó cả gồm cả đến về nói về vấn đề cái ngày Chúa trở lại, và đồng nói để cả vấn đề tận thế nữa. Cho nên tôi nhìn những cái biến cố mà thế giới gửi tới mà xảy ra đó thì tôi nhìn khác với ông. Ông là một nhà báo, một nhà xem như một nhà bình luận theo thời cuộc, thì ông căn cứ nơi những cái yếu tố mà quanh đó ông xảy, có thể ông nói như là yếu tố như một nhà chính trị học, thì nói theo những cái nhận xét theo của cái luật tương quan của vật lý và của xã hội học để mà có thể lượng coi những cái gì thì cái domino nào nó tức nổ cái domino nào và cái force nào, cái sức nào nó sẽ đẩy cái sức nào mà thôi. Giống như là ở trên một cái bàn bi-a mà người ta có những quả bóng, mà chúng ta khi mà bắn một quả bóng trên bàn bi-a thì quả bóng trên bàn bi-a nó chạm mạnh và chạm nhẹ, chạm cái góc nào thì nó sẽ đi đến như thế nào. Cái đó là cái lối nhìn của những nhà chính trị học hay là những nhà thời cuộc thôi. Thời cuộc, ông nhìn như vậy. Nhưng mà ông thì là ông lại cũng không mong rằng tôi trả lời theo những cái định luật của vật lý nữa. Cho nên tôi thì chịu ảnh hưởng của định luật của thần quyền. Thần quyền này không phải là nó là mê tín, mà thần quyền đây cũng là những cái mà đã được nói sấm ở trong gọi là trong lời tiên tri, trong Cựu Ước Kinh và cả trong Tân Ước Kinh nữa. Đây tức là cái đấng có thể thấy được tất cả trên và dưới và thấy được những cái gì xảy từ cổ chí kim. Cho nên đấng nó giống như ví dụ chúng ta có một ông thầy mà có thể thấy, hay là một người thấy hết cái hoàn cảnh của một gia đình xã hội và có thể nói cái gì sẽ xảy ra, thế thôi. Còn cho nên tôi chịu ảnh hưởng đó, cho nên khi mà những cái yếu tố mà như ông Cường vừa mới nêu ra trong trọng thì trong đó nó có những cái gọi là phó sản lớn và có những cái phó sản nhỏ. Thí dụ những cái phó sản lớn đó là những cái gọi là thế lực của Mỹ và thế lực của Trung Quốc và địa lý của Việt Nam và những cái việc xảy ra chung quanh đó, như là Đức Đạt Lai Lạt Ma, tranh đấu của Đức Đạt Lai Lạt Ma, hay của phản ứng của Âu Châu với Âu Châu, hay là phản ứng của Nam Mỹ Châu lúc sau này đối với nước Hoa Kỳ, và nó sẽ ảnh hưởng thế nào qua tới vấn đề Việt Nam. Vừa ngã cái vấn đề như ông Obama là một thủ tướng mới nữa, thì quý vị nhìn cái đó là cái phó sản lớn. Nhưng mà khi qua nó qua những cái phó sản nhỏ, là thí dụ chuyện Hoàng Sa, Trường Sa, nó chỉ là những cái chuyện nhỏ thôi, nó chuyện nhỏ thôi, chứ là giữa khi người lớn mà kình nhau thì người ta đem những cái chuyện nhỏ người ta bày ra thôi. Ý mà tôi thì chưa có được dịp tôi nói nhiều với lại quý vị về những cái là với cái thần quyền. Tức là theo cái sự mà nghiên cứu của tôi với trong Thánh Kinh trong nhiều năm, và học về những cái lời sấm ngôn nhiều và là những cái lời gọi là lời tiên tri đó, thì có từ thật xảy ra từ cái thời tiên tri Ezekiel trong cửa, rồi tiên tri Daniel trong cửa, rồi những lời sau này trong thời mà Tân Ước thì là những cái lời mà của các thánh đồ nói, Chúa Kitô cũng nói về giống rồi như ngày ta đến thình lình như kẻ trộm chẳng hạn, không ai biết được, chỉ có Cha trên trời biết được thôi, đại khái như thế. Hay là khi mà người ta khi mà Chúa trở lại thì người ta sẽ ăn uống cưới gả giống như thời Noe ngày xưa vậy thôi,
như người Noel ngày xưa ông cũng đi, ông nói là sẽ có lụt đó, sẽ có lụt chìm hết tất cả, nhưng mà không ai tin. Họ cười với họ, cười ông thôi. Ông đi mướn người ta đóng thuyền, người ta đóng thuyền cho ông, nhưng mà ta vẫn cười ông. Rồi đến cũng đúng ngày đúng tháng thì trận đại hồng thủy đó là nó đổ ra. Cho nên trong Thánh Kinh, trong Tương Ước cũng nói